thủy tinh cũng đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật với bao nhiêu là tôm cua cá, ngọc trai, nhưng đến sau nên không lấy được vợ. Bùng bùng nổi giận đòi lấy đi à, đuổi theo. Một hàng là cướp lại mỹ nhân. Không để yên chân này đâu. Sấm chớp nổi đùng đùng, rung chuyển cả đất trời. Dâng nước sông lên cuồn cuộn đến đánh sông lên. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời liền, nhưng vẫn không phân biệt được thắng bại. Không thể mất mị nương cuối được. Cùng, Thủy Tinh đuối sức phải rút quân về nước. Từ đó, hàng năm Thủy Tinh lại nhớ đến thù xưa, dâng nước lên đánh Sơn Tinh đòi lại mị nương. Ta sẽ trả thù người, mị nương là của ta.